Trong bóng tối trại giam nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu tình đời, có những người đi tù vì quê hương. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu chồng gai để còn có ngày mai, vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài, đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương. Trong bóng tối trại giam đêm gục đầu, anh ngồi nhớ nhà. Quý Châu xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Tư, 8 tháng 6 năm 2016. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin tóm lược quan trọng trong ngày. Tiếp theo là bản tin vận động trùng tu Nghĩa trang quân đội Biên Hòa do ông Trần Quang Duật thực hiện. Và sau cùng là bài tham luận của bà Jackie Bong. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu xin kính gửi đến quý vị bản tin tóm lược quan trọng trong ngày của SBTN Washington DC. Xin mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, ông Sanders thất vọng và buồn khi biết tin là bà Clinton chiến thắng. Ngày 7 tháng 6, 2016, ông Bernie Sanders cho biết ông rất thất vọng và buồn khi hãng The Associated Press đưa tin đối thủ Hillary Clinton là ứng cử viên đảng Dân Chủ vào ngày đêm. Trước cuộc bầu cử sơ bộ của 6 tiểu bang, cộng thêm sự im lặng trước sự phẫn nộ được thể hiện bởi nhiều người ủng hộ ông. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng NBC News, ông Sanders đã bày tỏ lo ngại rằng các tin tức về chiến thắng của bà Clinton đã đến đêm hôm trước cuộc bầu cử sơ bộ lớn và nó được dựa trên những cam kết ẩn danh của các siêu đại biểu, những người trong đảng và có thế lực trong đảng Dân Chủ. Họ có thể bỏ phiếu cho ứng cử viên theo sự lựa chọn của họ tại đại hội mùa hè của đảng Dân Chủ. Bà Hillary Clinton tuyên bố chiến thắng. Bà Hillary Clinton tuyên bố chiến thắng trong cuộc đua đề cử ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, 8 năm sau khi thừa nhận thất bại trong nỗ lực vào tòa Bạch Ốc lần đầu tiên của bà và một ngày trước khi đạt số lượng đại biểu cần thiết để đánh bại đối thủ Bernie Sanders. Cụ đệ nhất phu nhân, nguyên thượng nghị sĩ New York và Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một đảng chính trị lớn của Hoa Kỳ. Bà nói với những người ủng hộ, cảm ơn các bạn, chúng ta đã đạt một cột mốc quan trọng. Đảng Cộng Hòa đoàn kết trong việc tố cáo bình luận của ông Trump về vị thẩm phán. Ngày 7 tháng 6, 2016, các lãnh đạo Đảng Cộng Hòa đã đoàn kết trong một tố cáo bất thường về việc ông Donald Trump công kích một thẩm phán liên bang và Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan gọi đó là định nghĩa giáo khoa về một bình luận phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, Ryan vẫn tán thành việc ủng hộ ứng cử viên tổng thống của đảng. Ông Trump khẳng định rằng ý kiến của ông đã bị hiểu sai, nhưng đã không hủy lời nói hay xin lỗi vì đã nói nhiều lần rằng thẩm phán Gonzalo Curiel không thể chủ trì công bằng một vụ án liên quan đến Đại học Trump vì di sản Mexico của vị thẩm phán này. Ông Trump cho biết trong một tuyên bố dài, "Tôi không cảm thấy rằng di sản của một người làm cho người ấy không có khả năng là vô tư. Nhưng dựa trên các phán quyết mà tôi đã nhận được trong vụ án nhân sự Đại học Trump, tôi cảm thấy hợp lý trong câu hỏi liệu tôi nhận được xét xử công bằng chăng?" Ít nhất 5 người thiệt mạng sau khi xe tải đâm vào nhóm người đi xe đạp. Trưởng trạm cứu hỏa Cooper, Michigan đã xác nhận ít nhất 5 người đã thiệt mạng sau khi tài xế một xe truck đụng vào một nhóm người đi xe đạp dọc theo một con đường phía tây Michigan. Ông Terry Emick đã nói với đài WZZM-TV vào tối 7 tháng 6 rằng ít nhất 5 người bị thiệt mạng. Được biết, nhóm người đi xe đạp bị đụng vào chiều ngày 7 tháng 6, 2016, gần một công viên trong khu vực Kalamazoo, phía nam của Grand Rapids. Phó chỉ huy cảnh sát hạt Kalamazoo Paul Matyas nói với truyền thông địa phương rằng ít nhất 8 người bị xe đụng,
trong đó có một số trẻ em. Ông nói rằng tài xế xe tải đâm vào các xe đạp và chạy bộ đi trốn, nhưng sau đó đã bị bắt. Bị cáo vụ nổ súng trong nhà thờ sẽ ra tòa liên bang vào tháng 11. Phiên xử án tử hình liên bang của một người da trắng bị buộc tội bắn và giết chết 9 giáo dân da đen trong một buổi họp kinh thánh tại nhà thờ Charleston sẽ được diễn ra trong tháng 11. Một thẩm phán tuyên bố hôm qua ngày 7 tháng 6, 2016. Chánh án tòa khu vực Richard Gerdo ấn định ngày 7 tháng 11 để chọn bồi thẩm đoàn cho vụ xử liên bang đối với Dylan Roof, 22 tuổi, người phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm cả tội ác căm thù trong vụ nổ súng ngày 17 tháng 6, 2015 tại nhà thờ Emmanuel AME. Đây là khoảng 2 tháng trước khi phiên tòa án tử hình của bang diễn ra đối với Roof. Roof đã đối mặt với 9 tội giết người tại tòa án tiểu bang trong một vụ xử đã tiến hành trong tháng Giêng. Công nhân Hoa Kỳ đang hoài nghi, nhưng Trung Quốc nói sẽ hạn chế xuất khẩu thép. Đặt trường hợp bạn là một trong số gần 15.000 công nhân thép người Mỹ đã bị sa thải hoặc nhận được thông báo sẽ sa thải trong năm qua. Bạn và các nhân viên điều hành của bạn sẽ cổ vũ cho sự giảm công suất thép lớn của Trung Quốc. Thép Trung Quốc đã tràn ngập thị trường toàn cầu và làm tổn thương lợi nhuận cho các công ty của Hoa Kỳ. Nhưng vào ngày 7 tháng 6, 2016, sau khi các quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc công bố kế hoạch cắt giảm công suất sản xuất thép của Trung Quốc, tiếng vỗ tay từ công nhân và các công ty Hoa Kỳ là ít và hạn chế. Tôi thích tin rằng nó sẽ dẫn đến một cái gì đó, nhưng tôi sẽ không tin cho đến khi chúng ta thấy bằng chứng rằng Trung Quốc đã thực sự cắt giảm sản lượng thép. Ông Holly Hart, giám đốc pháp lý cho các công nhân ngành thép Hoa Kỳ, nói. Việc xem xét toàn bộ luật an toàn hóa chất toàn quốc xóa rào cản pháp lý chính thức. Thượng viện thông qua luật tối ngày 7 tháng 6, vốn sẽ xem xét toàn bộ cách thức mà chính phủ liên bang quy định mỗi hóa chất được bán trên thị trường ở Hoa Kỳ. Thỏa thuận của hai đảng trình bày các biện pháp môi trường sâu rộng nhất để thông qua quốc hội sau một phần tư thế kỷ. Dự luật vốn thu hút sự hỗ trợ từ ngành công nghiệp hóa chất, các luật sư vụ án và nhiều tổ chức y tế cộng đồng và môi trường, cập nhận một luật 40 tuổi đã từng lâu bị chỉ trích là không hiệu quả. Trong khi ủy quyền năm 1976 cho đạo luật kiểm soát chất độc hại, trong một cuộc bỏ phiếu miệng, các nhà lập pháp đang cung cấp nó cho các công ty sản xuất hóa chất một cách chắc chắn hơn, trong khi cho phép cơ quan bảo vệ môi trường khả năng có thêm thông tin về một loại hóa chất trước khi phê duyệt việc sử dụng nó. Và bởi vì các luật liên quan đến điều chỉnh hàng ngàn hóa chất được sử dụng trong các sản phẩm, bao gồm đồ đạc, cốc mỡ vịt và chất tẩy rửa, biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người Mỹ trong các cách thức lớn và nhỏ. Trong một cuộc phỏng vấn trước cuộc bầu cử, Thượng nghị sĩ Jeff Merkley, đảng Dân Chủ, tiểu bang Oregon, cho biết nhiều người Mỹ không hề biết các nguy cơ gây ra bởi hóa chất độc hại, dù là chất chống cháy trong thảm và màn, hoặc các vật liệu trong quần áo. Tiếp theo, Quý Châu xin gửi đến quý vị bản tin IV News do Minh Thúy thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Gạo là lương thực chính cho dân số 90 triệu và là một trong những mặt hàng sản xuất ra ngoại quốc nhiều nhất tại Việt Nam. Mà theo nguồn tin từ Genome Analysis Center, thì Việt Nam đang trên đà tăng trưởng về dân số khá nhanh và là một quốc gia nông nghiệp đứng hàng đầu thế giới. Các nhà khoa học từ Genome Analysis Center, tạm dịch là Trung tâm Phân tích Vi sinh học, phối hợp cùng với Viện Nông nghiệp Phân tử học, bắt đầu chương trình đào tạo sinh học tại Việt Nam để xác định 600 giống lúa hầu tăng gia sản xuất ngành nông nghiệp và chăn nuôi tại Việt Nam. Trung tâm Phân tích Vi sinh học sẽ đến thăm Việt Nam nhiều lần trong thời gian 12 tháng sắp tới, dẫn đầu bởi tiến sĩ Jose de Vega, được tài trợ bởi quỹ Newton Anh Quốc để tiến hành hội thảo đào tạo trong ngành sinh học tương lai, nhằm mục đích trình tự phân tích sự đa dạng phân tử trong giống lúa thiên nhiên tại Việt Nam. Việc đào tạo trước tiên sẽ trang bị cho các nhà khoa học Việt Nam với kỹ năng trong sinh học và phân tử học bảo đảm kiến thức trong tương lai, hầu giúp chương trình nghiên cứu về canh nông và mức độ chính xác việc chăn nuôi để đổi mới, thúc đẩy ngành nông nghiệp tiến triển tốt hơn. Việc xác định nhanh các giống lúa chịu sự đàn hồi về điều kiện bất lợi
sẽ hướng việc giảm bớt những thử thách hiện tại cho ngành nông nghiệp và đóng góp sự an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Tuy nhiên, mối đe dọa càng ngày càng tăng do sự biến đổi khí hậu cũng như các mầm bệnh mới đang phát triển, cùng hạn hán và nước biển dâng cao. Các khu vực nguy cơ lớn nhất là đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long, là hai nơi cung cấp số lượng gạo lớn nhất của Việt Nam. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Cáo phó, vô cùng thương tiếc báo tin cùng quý thân bằng quyến thuộc xa gần là em, chị, mẹ, dì, bác, bà ngoại, bà nội, bà cố của chúng tôi là bà quả phụ Nguyễn Trung Thoại, khuê danh Nguyễn Thị Tường Vi, pháp danh Diệu Hạnh, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1931, tại Huế, Thừa Thiên, Việt Nam, đã mãn phần ngày 5 tháng 6 năm 2016 tại Montreal, Canada, hưởng thọ 86 tuổi. Tan gia đồng cấp báo, linh cữu quàn tại Magnus Prior, 6825 Rue Sherbrooke East, Montreal, Quebec, Canada, điện thoại 514-256-5533. Chương trình tang lễ, Chủ nhật ngày 12 tháng 6 năm 2016, 3 giờ chiều lễ nhập quan và phát tang, 4 giờ đến 10 giờ tối thăm viếng. Thứ Hai ngày 13 tháng 6 năm 2016, 10 giờ sáng cầu siêu, 11 giờ đến 10 giờ tối thăm viếng. Thứ Ba ngày 14 tháng 6 năm 2016, 10 giờ sáng lễ di quan và an táng. Xin miễn phúng điếu. Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam thành kính chia buồn cùng trưởng Nguyễn Trung Tường và các ái nữ của trưởng Nguyễn Trung Thoại. Cáo phó, xin trân trọng thông báo cùng thân quyến và bạn hữu xa gần. Dì của chúng tôi là bà Anna Maria Teresa Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 18 tháng 7 năm 1927 tại Hà Nội, Việt Nam. Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 12 giờ 25 sáng ngày 31 tháng 5 năm 2016 tại Fairfax, Virginia, hưởng thọ 88 tuổi. Chương trình tang lễ, nghi thức phát tang, làm phép xác và cầu nguyện tại nhà quan National Funeral Home, 7482 Lee Highway, Falls Church, Virginia 22042, vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2016. Thánh lễ an táng tại nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 915 South Wakefield Street, Arlington, Virginia 22204, vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 11 tháng 6 năm 2016. Sau đó, linh cữu bà Anna Maria Teresa sẽ được mai táng tại Nghĩa trang National Memorial Park, 7482 Lee Highway, Falls Church, Virginia 22042, tang gia đồng kính báo, cháu trai Paul John Millot, vợ Laura và các con Joey và Emily. Xin miễn phúng điếu, liên lạc với tang quyến Paul John Millot, cháu trai 703-907-9875, Huân Nguyễn, ca đoàn Seraphim 703-204-2640. Chúng tôi là Nam Lộc, xin kính chào quý vị. Quý vị hãy đến Teletron để nằm thử chiếc ghế Inada Medical Massage Chair được sản xuất tại Nhật Bản với tính năng vật lý trị liệu chính xác và rất hiệu quả. Có rất nhiều người lớn mà trong đó có ba của Tina, buổi đêm khó ngủ, sometimes phải uống thuốc hoặc là warm milk or something to help him sleep. Nhưng mà after he sit in the chair, he ngủ trên chair luôn, nhưng mà he loves it and he feels healthy. Phải công nhận một điều là ghế massage Inada của Nhật này đã làm cho Hương Lan bớt đi rất nhiều cái vụ đau thắt lưng và thần kinh tọa hành hạ mình từ mấy năm qua. Inada Dreamway Medical Chair là chiếc ghế massage vật lý trị liệu tốt nhất thế giới do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với các tính năng y khoa hiệu quả tuyệt vời, được chính phủ Nhật chuẩn nhận và được làm tại Nhật. Giá sale 8.799, trả góp dài hạn không tính tiền lời, giao đến tận nhà, lắp ráp miễn phí trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Washington DC trong khu Eden Center 703-237-8999.